Thưa quý vị, dù được đề xuất nhiều lần song việc cho xe phân khối lớn đi vào đường cao tốc vẫn chưa được thông qua, vì đề xuất này đang đi ngược lại luật giao thông đường bộ năm 2008. Tại đợt tập huấn lái xe an toàn cho xe phân khối lớn được tổ chức mới đây tại Bắc Ninh, thì một lần nữa đề xuất này lại được đưa ra. Và lý do là sẽ an toàn hơn nếu loại xe này được phép đi vào đường cao tốc. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Một trong những lý do được các chủ xe phân khối lớn đưa ra là việc điều khiển loại xe này rất khó khăn khi đi vào đường gom, vốn là đường nhỏ dành cho xe gắn máy. Tôi đi là đi theo đoàn, và đi theo đoàn và đi vào những đường gom là một xe của tôi là nó gần bằng ô tô rồi, đi hết cả cái đường gom rồi. Và tôi đi theo hàng lối, và tôi đi có khoảng 30-40 xe thì và đi vào những đường gom của xe gắn máy thì nó không phù hợp. Nên là tôi xin đề nghị Bộ Giao thông Vận tải với lại Chính phủ cho phép mô tô được phép đi vào những cung đường cao tốc. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tính đến hết năm 2016, cả nước có hơn 20.000 xe trên 175cc. Các xe từ 400cc trở lên đã được thiết kế tích hợp nhiều công nghệ an toàn, hệ số an toàn cao, duy trì được tốc độ ổn định, có thể lưu thông trên cao tốc. Xe của tôi là trên 1.000 phân khối là nó an toàn như một cái xe ô tô. Như xe của tôi là 1.800 phân khối. Các hệ thống ABS rồi định vị rồi các hệ thống an toàn nó như một ô tô. Bọn tôi có thể chạy 100 cây số một giờ, có thể phanh lại, nó không bị quăng xe, nó không bị dê xe. Nhưng những cái xe, những cái hệ thống, những xe từ 175 xuống thì những xe đấy thì cái độ an toàn không cao. Bên cạnh ta là Malaysia, Thái Lan và một số nước khác, họ đã cho thực hiện xe phân khối lớn vào đường cao tốc. Thì những cái chương trình giao lưu, các cái đoàn mà sang Việt Nam cũng như Việt Nam sang với nước bạn hàng năm rất là nhiều. Thế bây giờ họ không có những con đường đi đáp ứng được những xe phân khối lớn đúng nghĩa như thế này thì rất là mất an toàn cũng như là cản trở cái hội nhập quốc tế. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng nên thí điểm xe phân khối lớn trên 1.000cc được đi vào đường cao tốc. Tuy nhiên, thời gian qua, dù nhiều lần được đề xuất, xe phân khối lớn vẫn chưa thể đi vào đường cao tốc. Hiện nay có một cái vướng mắc chính đối với này, đấy chính là cái luật giao thông đường bộ hiện nay thì không cho phép. Cho nên với cái thẩm quyền của Bộ Giao thông hay là thậm chí Chính phủ thì cũng chưa thể thay đổi cái quy định này. Khẳng định cho lập luận này, nhiều chuyên gia giao thông cho rằng xe máy vào cao tốc rất nguy hiểm do không kiểm soát được số lượng xe. Các lực lượng kiểm soát nhìn bằng mắt thường khó nhận biết xe nào 400 phân khối, xe nào 300, 200 hay 1.000 phân khối. Nguy cơ các xe phân khối thấp vẫn đi vào cao tốc là dễ xảy ra. Tuy nhiên, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hiện đề xuất này sẽ được tiếp tục đưa ra trong đợt sửa đổi luật giao thông đường bộ sắp tới. Do đó, theo đơn vị này, các hiệp hội xe phân khối lớn bên cạnh việc tiếp tục đưa ra những đề xuất tương tự thì cần phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để cung cấp các thông tin liên quan việc đưa xe phân khối lớn trên đường cao tốc.